Chào các bạn, hôm nay mình xin có hướng dẫn các bạn một cái clip giúp cho các bạn giang ngón rất là tốt. Và nếu bạn nào thấy là quá trình học xong mà cái tay nó vẫn cứ vướng vướng lại với nhau, không thể đánh được những cái quãng rộng, những cái câu khó, thì bài tập này sẽ giúp ích cho các bạn cực kỳ tốt. Đây là một cái câu mà các bạn thường nghe trong nhạc cổ điển. Thì có rất là nhiều cách đánh sau này, rất nhiều tay guitar nhạc rock, đặc biệt Yngwie Malmsteen đánh rất là nhiều. Nghe cái mùi ra là các bạn nghe nhạc cổ điển nha. Thì cái câu này mình sẽ cố ý đánh cho nó giang rộng ra thêm, để các bạn thấy rằng là giúp cho các ngón tay là chịu đựng được cái sức căng, điều đó quan trọng, chịu đựng được nha các bạn. Thì dần dần các bạn không còn cảm thấy khó khăn nữa. Và cái bài tập của chúng ta nó bắt đầu từ cái ngăn số 15. Và nếu các bạn nào thấy ngăn số 15 khó quá, nếu cây đàn của các bạn không có khuyết hoặc là từ ngăn 12 các bạn đánh lên được, thì các bạn có thể dời nó xuống từ ngăn 12, tương tự các bạn đánh xuống phía dưới thôi, nó vẫn hiệu quả. Thì cái câu của chúng ta chia ra thành những đoạn nhỏ, nhưng mà nó theo một cái motif rất là dễ. Và Khoa sẽ đánh thử câu đầu cho bạn nghe nhé. Các bạn thấy chúng ta đánh một cái nốt đầu, xuống nếp nốt sau, đánh lên nốt đầu, xuống nốt tiếp, đánh nốt đầu, xuống nốt tiếp. Đó, tức là có một cái nốt các bạn cứ lặp đi lặp lại hoài luôn. Cái kiểu đánh đó người ta hay gọi là pedaton đó các bạn. Thì cái câu đầu tiên của chúng ta đánh như sau. Các bạn đánh ngang số 15. Sau đó các bạn đánh xuống ngang 13. Sau đó 15. 12. 15. 10. Thì theo cách đánh của mình để dễ là mình bắt đầu bằng phím lên các bạn. Sau đó mình đánh xuống, phím xuống. Thì phím lên ngay chỗ ngang 15. Thì nói chung là khi bạn đánh 15, 13, 15, 12, 15, 10 thì cái phím lên nó sẽ tác động là ngay cái ngang 15 ha. Các bạn nhìn kỹ nha. Đánh lên nè. Sau đó xuống 13. 12. 10. Rồi sau đó các bạn vẫn đánh vô ngang số 15. Nhưng lúc này các bạn 13 là các bạn xuống dây số 2. Sau đó 15. 12 của dây 2. 15. 10 của dây 2. Rồi lại nha các bạn. Đó. Thì các bạn có thể bắt đầu bằng phím xuống vẫn được, nhưng với mình bạn mình thấy rằng là khi mình đánh bắt đầu bằng phím lên thì mình cảm thấy thoải mái hơn. Các bạn có thể tự trải nghiệm xem ha, rút ra cách nào phù hợp với các bạn thôi. Đó, từ từ các bạn đánh có thể nhanh hơn ha. Thì cái mô típ cái câu đó như vậy thôi. Các bạn, nói chung là dây 1 chúng ta sẽ, mình sẽ đánh 3 nốt, và dây 2 mình đánh 3 nốt. Nhưng mà có một cái nốt mình lặp đi lặp lại hoài là cái nốt chủ lúc đầu, đúng không? Thì bây giờ sau khi các bạn thấy là 15, 13, 12, 10 rồi, thì bây giờ các bạn xuống một cung để chúng ta đánh bắt đầu ngang số 13 của dây 1. Đó, thì ngay ngang 13 các bạn cũng giữ cái nốt đó, các bạn lặp đi lặp lại hoài. Chúng ta bắt đầu xuống tới ngang số 12 nè, 10, ngang 8. Tương tự cho cái dây số 2 cũng vậy nha. Chúng ta bắt đầu 13 nè. 12. 13. 10. 13. 8. Bắt đầu xuống dây 2 nha. 13. 12. 13. 10. 13. 8. Rồi, đánh lại các bạn. Các bạn thấy cũng khá đơn giản, không quan trọng là chúng ta giang cái ngón nó xa như thế này. Tiếp theo các bạn kéo xuống nửa cung thì chúng ta đánh ngang ngang số 12 nè. Thì bây giờ mình sẽ lặp lại. Cái này thì đòi hỏi các bạn giang nó hơi khó hơn tí ha. Chúng ta bắt đầu lặp lại ngang 12 nè.
10, 8, 7. Thì 12, 10, 8, 7. Còn cái dây số 2 thì 12, 10, 8, 6. À, ngay chỗ này nó hơi xa nè. À, các bạn thấy hơi xa, thấy chưa? Thì chúng ta đánh chậm nó như sau. Tập với mình nha. Rồi, sau khi xuống được tới đây rồi, chúng ta bắt đầu dây 1, chúng ta xuống ngay ngăn 10 các bạn. Thì tương tự ngăn 10 các bạn sẽ 10, 8, 7, 5. Còn dây số 2 thì chúng ta 10 nè, 8, 6, 5 nha. 10, 8, 7, 5, 8, 6, 5. Đó. Thì nhanh thêm tí ha. Đó. Thì nếu các bạn mới đánh thì bạn thấy là cái ngón của bạn nó khá là căng và mỏi. Thì chúng ta hãy chia nhau thành từng đoạn nhỏ, các bạn có thể tập thôi. Hôm nay các bạn tập đoạn này, bữa sau các bạn tập đoạn khác. Khi xong rồi chúng ta ráp vào. Rồi, chúng ta đánh lại từ đầu nhé các bạn. Các bạn thấy là đánh xong nó cũng hơi phê đúng không? Thì nghe nó cũng đã. À, tương tự nếu các bạn muốn đánh thấp xuống hơn hoặc là các bạn đánh ở những cái vị trí âm say khác một tí cũng được. Đây mình đang đánh là cái tự nhiên ha. Đó, thì chúng ta tăng tốc độ dần lên nhé các bạn. Rồi, hy vọng bài tập này cũng giúp ích cho các bạn trong việc luyện ngón, giúp căng tay căng giãn ra ha. Thì khi mà các bạn có thể vươn ra nhiều thì sau này các bạn có thể solo hoặc chúng ta đánh những cổ quan rộng và nó thú vị hơn. Hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom bằng cách bấm vào like, share, comment. Nếu các bạn có thắc mắc gì cứ comment, mình sẽ giải đáp hoặc là một cái câu ủng hộ gì đó để mình có tinh thần làm thêm các clip khác dành cho các bạn. Các bạn có nhu cầu mua đàn, các đàn guitar thùng, guitar điện, phơ, âm ly gì đó, hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để có giá tốt nhất nhé. Còn về khóa học về guitar thùng, guitar điện đều có. Trong tháng 9 2020 đang khuyến mãi với giá rất là tốt. Các bạn hãy xem tại cái comment đầu tiên của cái video này để nhận được cái mã giảm giá tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.